Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine chiều thứ 7 ngày 4 tháng 5, ngày thứ 801 của cuộc chiến. Chiều hôm nay chúng ta có rất nhiều thông tin thú vị liên quan tới chiến sự và chính sự. Và mở đầu thì chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin diễn biến chiến sự trong vòng 24 giờ. Chúng ta hãy bắt đầu bằng đợt tấn công tên lửa ATAC của Ukraine về phía cầu Crimea Vâng, rất có khả năng họ sử dụng tên lửa ATTACK từ khu vực Zaporizhia à, tấn công về cầu cream Bốn à, đơn vị tên lửa đã bị phía Nga bắn chặn và đến thời điểm này thì à, vẫn chưa có thông tin gì liên quan tới thiệt hại ở cây cầu. À, cách đây 2-3 ngày thì họ cũng sử dụng 5 quả tên lửa họ tấn công vào khu vực à, Tankatus, đây, ở à, khu vực phía Tây. Như vậy những hành động à, tấn công này cho thấy rằng là phía Ukraine đang à, thử nghiệm cái à, tên lửa mới của Mỹ. À, đồng thời thử nghiệm những cái khả năng phòng thủ, tê, uh, phòng không của phía Nga Để chuẩn bị cho một cái chiến dịch uh, lớn trong thời gian sắp tới của họ Về tên lửa ATAK thì nó có tầm bắn uh, 300km, rất là nguy hiểm uh, Tuy nhiên thì cái tên lửa này thì công nghệ nó cũng từ năm 80 rồi uh, Cho nên nếu như mà nó bắn vào cái tầm phòng không phù hợp của phía Nga thì nó sẽ bị bắn chặn Nếu như hệ thống phòng không nó chưa bị uh, quá tải À, còn nếu như muốn gây tổn thất bằng tên lửa này thì Ukraine họ phải chọn những cái mục tiêu mang tính chất là đánh lén à, có nghĩa là không được bảo vệ hoặc là những cái góc uh, tấn công nào đó mà hệ thống phòng không của nga bị mù à, dù sao cũng là những dấu hiệu cho thấy Ukraine rất có khả năng sẽ tổ chức những đợt tấn công sắp tới trong một cái chiến dịch mà chúng ta thấy họ đã chờ đợi từ rất lâu đúng không ạ bây giờ đã có dấu hiệu khởi động rồi về phía nga trong chiều ngày hôm nay thì họ tấn công vào một cái cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng ở vùng panvograd tức là cái khu vực mà vận tải trung tâm hậu cần vận tải của ukraine ở phía đông thành phố phía đông của tỉnh riponetro hai đợt tấn công lớn vào kharkov trong đó và một cụm đóng quân có hàng trăm lính ở khu vực đấy không biết là đơn vị nào còn đợt thứ hai thì UAV của họ tấn công vào một cái kho đạn rất lớn, dẫn tới những cái tiếng nổ liên tiếp và những cái cảnh nổ cháy rất to đến bây giờ vẫn còn đang tiếp tục. Thông tin liên quan tới diễn biến chiến sự, chúng ta hãy bắt đầu bằng khu vực Kupian, chiến trường phía đông bắc trước với những hoạt động của phía Nga rất là rầm rộ trong những ngày vừa qua ở khu vực Klitschivka và Kotaryivka. Trong đó thì chúng ta có thông tin rất là bất ngờ và thú vị đó là phía Nga đã cắm cờ và họ tuyên bố là đã hoàn toàn kiểm soát cái làng Kotarivka tức là cái làng phía dưới đánh sau. Trong đó lữ đoàn uh, sư đoàn xe tăng số 47 của Nga đã đánh bại lực lượng phòng thủ của Ukraine trong khu vực uh, làng này khiến cho quân Ukraine phải rút về tuyến sau và hoàn toàn làng này đã rơi vào kiểm soát của phía Nga. Bây giờ thì chúng ta chưa biết rằng cụ thể phía nga đã tiến tới khu vực nào. Bản đồ này thì chưa cập nhật, nhưng mà khả năng là họ đã cắt tới cái con đường, và uh, uh, cái con đường cao tốc mà uh, có khả năng họ đã tiến tới cái con đường cao tốc này rồi. Bởi vì họ nói rằng họ chỉ còn cách đúng Kupian 23 km về phía bắc thôi. Về khu vực này chúng tôi không có được cái tọa độ cụ thể để có thể đo được là họ đã tiến đến đâu. Thế nhưng mà với việc À, nói về việc kiểm soát hoàn toàn thì chúng ta có thể thấy ít nhất đúng không ạ, phía Nga cũng đã chiếm tới cái khu vực này. Đấy. À, kiểm soát hoàn toàn thì cũng chưa có nghĩa rằng là đã chuyển màu, có nghĩa rằng là vẫn đang cái quá trình mà dọn dẹp bởi phía Nga đánh chiếm làng này quá nhanh. Chúng ta biết rằng là những mũi tấn công của họ những ngày trước thì nó nhắm vào khu vực phía này cơ. Và họ đã chiếm được 2/3 cái làng phía Bắc đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì họ đã không tiến nhanh về phía bắc mà họ đã bẻ lái để mở các cuộc tấn công từ hướng phía đông uh, và xuống phía nam, cộng với hướng tấn công của họ từ phía nam lên uh, Rica Và rất có khả năng do bị tấn công từ 3 4 hướng thế này, quân Ukraine đã nhanh chóng sụp đổ và rút lui nếu không thì họ sẽ bị bao vây. Và như vậy tạm thời chúng ta thấy rằng là Nga đã kiểm soát được cái làng này trong một cái đợt tấn công khá là xuất thần, bất ngờ. Uh, vốn dĩ người ta nghĩ rằng là cái làng Klitschka, mục tiêu đầu tiên của phía Nga sẽ được Nga uh, tiến đánh và giải quyết trước uh, Nhưng mà cuối cùng thì làng Kotaripka này đã được phía Nga kiểm soát đầu tiên Và khá là bất ngờ bởi vì là buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy nó còn nguyên Và đến bây giờ thì bản đồ nó còn nguyên Nhưng khá nhiều nguồn tin của phía Nga cho biết và họ đã đăng video như vậy tuy nhiên đây cũng là những cái thông tin nó mang tính chất là cộng đồng tình báo ngõa nguồn mở cho nên là chúng ta sẽ chờ những thông tin xác nhận từ phía hai bên đến giờ ukraine vẫn chưa xác nhận về thông tin đó có khả năng thì nó còn à, à, vừa mới mới xong đúng không ạ và thứ hai nữa cũng có khả năng từ thông tin à, vỉa hè nó cũng chưa hoàn toàn xác đáng vâng đến à, trận địa thứ hai à, là nơi có diễn biến lớn thì trong chiều ngày hôm nay phía ukraine sau khi nga tổ chức tấn công buổi sáng vào khu vực uh, cánh rừng phía bắc boranivka thì họ không tiến được xa còn ukraine thì sau khi mà họ chặn đứng bước tiến của nga họ đã tổ chức đợt phản công lớn quay trở lại uh, khu vực phía tây của boranivka tuy nhiên thì các đợt phản công của ukraine uh, không những bị chặn đứng mà gần như họ đã bị vùi dập toàn bộ cánh quân ở đấy đã bị tổn thất nặng mấy chục người đã đại khái là uh, vâ, loại khỏi vòng chiến đấu và một vài xe cộ Uh, đây là một bước tiến phủ đầu của phía Ukraine nhằm phía Nga không cho phép phía Nga tiến thêm ở khu vực cánh rừng phía Bắc tạo bàn đạp tấn công vào Kalilipna nếu như họ mất khu vực này họ sẽ mất luôn cả cái thành phía này Chiều nay thì những đợt tấn công lớn của phía Nga cũng bắt đầu xuất phát để tấn công vào khu vực thành này từ hai phía Nam và hai phía Đông, trong đó lữ đoàn 98. Sư đoàn 98 dù của Nga họ nói rằng là họ đại khái là muốn tặng quà Putin trước ngày 9 tháng 5. Phía Ukraine nói rằng là nga đã thất bại trong chiến dịch Chazipja bởi vì là không chiếm được cái gì đáng kể. À, bây giờ thì đã ngày 4 tháng 5 rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày à, gọi là lễ chiến thắng à, ngày 9 tháng 5. Và, và một lần nữa Chazipja sẽ mất nhưng mà người Ukraine sẽ chiến thắng. Có nghĩa rằng hai bên đều thắng. Một bên thì thắng trên không gian uh, truyền thông, một bên thì thắng trên chiến địa. Chiều ngày hôm nay thì phía Nga cũng uh, tung ra đòn tấn công cuối cùng nhắm vào cái khu vực uh, giữa Ivaneska và Kikicha và họ đã chiếm lại toàn bộ cái khu vực mà Ukraine đã chiếm gọi cách đây 10 ngày đồng thời là tiến thêm khoảng một vài trăm mét về phía hướng Tây. Còn ở khu vực trung tâm thì diễn ra giao tranh ác liệt Tuy nhiên thì uh, chúng ta cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Đó là cái mũi tấn công uh, như là lữ đoạn sư đoàn số 98 Họ nói là họ sẽ đánh chiếm bằng được phía bên phải Chasipza ra trước ngày 9 tháng 5 Tất cả những thông tin đấy thì ít nhất nó sẽ phục vụ cái mục đích về vấn đề truyền thông Đúng không ạ? Còn các mục đích khác thì chúng ta chưa hoàn toàn xác nhận và thông tin thú vị tiếp theo liên quan tới thành phố Arkhangelsk, à, thành phố thiên thần mà buổi sáng chúng ta nói là nó đã sụp đổ. Vâng, nếu quý vị có thể nhìn thấy là chỉ trong vòng à, vâng rất ngắn, đúng không ạ? Chưa đến 24 giờ sau khi mà nga tiến qua khu vực trung tâm để bắt đầu giao tranh và đẩy lui các đợt phản công của nga liên tiếp ở hướng bắc của thành phố, thì bây giờ thị trấn này đã rơi vào cái sự kiểm soát tuyệt đối của phía nga rồi. Uh, đã đổi thành màu đỏ quý vị nhé Đấy giống này, Ceramic này Một cái thị trấn quan trọng tiền tiêu rất lớn Thế nhưng mà sau một cái đợt giao tranh rất ngắn ngủi trong vòng 2 ngày Và trong đó có hơn một ngày thì Ukraine phản công gọi là ác liệt Thế nhưng mà cuối cùng thì uh, sáng nay Ukraine đã bị Nga đánh bật khỏi các cái khu vực phía Bắc đô thị Chiều nay thì họ rút về, uh, sáng họ rút về phía bên ngoài thế còn chiều nay thì họ đã rút về hướng phía bên tây bắc và hướng bắc ở bên kia bờ sông. như vậy là phía nga đã có một cái chiến tích khá là lẫy lừng khi trong hai ngày vừa tổ chức phản công các hướng tấn công của kena không chỉ ở hướng trong thành phố mà cả phía bên ngoài bên phải rồi sau đó họ tiến lên từ bên phải và trận địa của họ tiến qua nhanh khiến cho cánh quân của kena ở trong khu vực phía bắc có dấu hiệu bị bao vây và sau đó thì đợt tấn công ác liệt từ tuyến phía nam đã ép Ukraine phải rút lui khỏi thị trấn. Như vậy là phía Nga đã chiếm được cái thị trấn cực kỳ quan trọng của phía Ukraine là cửa ngõ và Kalinove, một trong những pháo đài rất quan trọng còn lại ở trên đường tới Konstantinivka. Tuy nhiên bây giờ thì phía Nga sẽ phải đối mặt với lại một cái cụm chiến trường rất là gọi là kiên cố của phía Ukraine ở bên kia bờ sông, nằm lọt thỏm giữa ba tam giác Kalinove, Arkhangel và Novo Alexander à, chính là khu vực này vừa trên cao điểm có sẵn các chiến hào công sự đường rồi là bên kia bờ hồ rất lớn không biết là nga sẽ tìm cách nào để xuyên thủng vào cái trận địa này khi mà bên trái thì họ cũng có những trận địa được uh, dựng lên từ trước rồi Kalinove thì cũng là một cái trận địa mà phía ukraine đang tích cực chuẩn bị cho những đợt tấn công uh, tiếp theo của phía nga sau khi họ chiếm được Arkhangel tuy nhiên thì um, phía này có khả năng nga sẽ gặp những khó khăn khi trận địa của họ tiến lên uh, vào lọt khe giữa hai trận địa của ukraine và vượt qua sông thế nhưng mà trận địa phía này thì trong chiều ngày hôm nay đã có những thông tin là buổi sáng thì nga tấn công pháo rất ác liệt vào khu vực trung tâm rồi đến chiều cánh quân của họ cũng đã tấn công vào khu vực phía đông và tiến vào phía đông của làng novo alexander như vậy thì với những diễn biến như này, có thể cho thấy rất có khả năng cánh quân của Nga cũng đã tiến lên ở cái khu vực giữa hai phần này để mà ép sát vào cái sườn phía tây của cụm quân Ukraine ở khu vực đây để quyết giải quyết bằng được cái cụm chiến sự ở đây để tiến về phía Kalinovka. Như vậy là kể cả hai hướng thì phía Nga cũng có những cái diễn biến rất tích cực, đặc biệt là việc họ đã chiếm hoàn toàn được Azanger. Còn ở khu vực uh, Solovio, chiều nay thì Nga cũng thông báo về việc họ mở rộng địa bàn uh, kiểm soát ra ở lên hiện uh, ở khu vực phía Tây Bắc Solovio, có nghĩa là cái hướng này. Rất có khả năng thì Nga đang uh, nối đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy điểm xám đã mở lên ở phía trên uh, rất xa rồi, như vậy họ đang cố gắng để nối cái trận địa của họ trong cái khoảng vùng xám này để làm cái bàn đạp uh, căn cứ uh, rộng để có thể tiến vào uh, sokin uh, so từ nhiều hướng cũng là một bước tiến rất quan trọng của phía nga rồi ở phía tây nam phía dưới thì phía nga cũng nói rằng là trong chiều ngày hôm nay họ mở rộng được uh, cái trận địa của họ ra nhiều hướng để tấn công về hướng novopropovsk như vậy là kể cả ba hướng của phía nga trừ cái hướng gốc của họ thì họ đều uh, tiến quân được trong chiều ngày hôm nay À, vâng, như vậy là đúng là sau một cái khoảng nghỉ ngơi, à không phải nghỉ ngơi mà khoảng mà họ dừng lại để mà tổ chức ngăn chặn những đợt phản công ác liệt của Ukraine thì bây giờ phía Nga đã tổ chức tấn công trở lại và ngay lập tức thì họ đã tạo được những cái bước tiến rất đáng khích lệ. Trong chiều ngày hôm nay thì cũng có thông tin là phía Nga đã tiến quân vào Umanske, giao tranh diễn ra sâu ở trong khu vực trung tâm rồi họ tiến thêm vài trăm mét ở hướng phía tây của Semenivke. Như vậy là chúng ta thấy là cả ở hai thị trấn ở phía dưới cũng có những cái diễn biến. Đặc biệt là diễn biến của Nga trong chiều ngày hôm nay thì họ đã tiến qua khu vực trung tâm của Netalove và đã chiếm được cái tòa nhà cao tầng ở trong khu vực trung tâm. Như vậy là phía Nga sẽ có những cái bàn đạp rất quan trọng để mà có thể mở rộng cái sự kiểm soát của họ trong cái thị trấn quan trọng này. Bản đồ này thì chưa cập nhật, nhưng mà đấy là theo thông tin từ phía nga, đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy rõ ràng là với cái thế trận này thì rất nhiều nguồn tin đến từ phía nga có khả năng trở thành sự thật. Như vậy ở riêng khu vực chiến trường Adipka, chúng ta thấy nga có những cái diễn biến trên chiến trường ở hướng này, hướng này, đúng không ạ? Hướng này tức là cả ba hướng, 4 hướng, 5 hướng, 6 hướng. Đấy, mặc dù là cái mức độ phát triển trận địa. Lớn nhất thì là hướng này, sau đó là đến hướng Soloviev và đến hướng Olova Alexander và đến cái hướng Nettaлове, còn những khu vực khác thì không lớn bằng. Cũng tiếp theo diễn biến khá sôi động ở khu vực krasno sau một khoảng thời gian gọi là tạm ngừng 2 ngày thì phía Nga đã có những hoạt động tấn công trở lại, trong đó thì họ đã mở những mũi tấn công mở rộng cái địa bàn của trận địa phía đông. À, từ khu vực thị trấn à, Novo Mikhalivka à, ở phía bên tay trái bây giờ họ đang mở rộng ra để mà à, hỗ trợ cho tuyến à, tấn công thẳng của họ làm à, các sườn bảo vệ sườn cho hướng tấn công thẳng của họ tới khu vực phía à, tây bắc đông bắc của làng Krasnohorivka đây là một cái trận địa có thể nói rất là khó bởi vì trận địa của Ukraine nó dày đặc ở cái khu vực này cho nên là phía Nga đã phải tiến ra rất nhiều phía để mở rộng cái bàn đạp của nó và che chở sườn trước khi cánh quân chính của họ có thể tiến về hướng này để phối hợp với cánh quân phía Nam của họ lên bao vây cái cụm quân Ukraine ở đây. Còn ở khu vực trung tâm thì Nga cũng đã bắt đầu nối lại những đợt tấn công vào quay trở lại vào nhà máy gọi là vật liệu cách lửa rồi hướng tấn công của họ ở khu vực đây đang nhắm tới cái tòa nhà cao tầng của Ukraine nằm ở khu vực tây bắc của cái mặt trận phía nga đang tiến lên. Như vậy thì kẻ hai hướng chúng ta thấy rằng phía nga đang nhắm tới cái việc là kết nối mặt trận phía đông và cái phía nam với nhau để bao vây cụm quân Ukraine ở đây. Đồng thời là có thêm cái hướng tấn công vào khu vực trung tâm. Ở khu vực này thì chúng ta chưa nhận được những cái sự tiến bộ về chiến địa của phía Nga. Tuy nhiên đó là những cái nỗ lực khá lớn của phía Nga trong một thời gian nghỉ uh, hơi lâu. Còn ở khu vực phía Parascoop Kipka hướng Novo thì phía Nga cũng đã... Uh, phía Ukraine cũng đã thừa nhận phía bước tiến của phía Nga áp sát tới làng trong một km sáng nay. Và chiều nay thì phía Nga đã có lại những cái bước tấn công ở hướng cả phía Bắc của Novo lẫn hướng phía Tây Nam. Khi mà họ đang nỗ lực tấn công vào thẳng khu vực uh, ngã tư Konstantinivka. Và còn ở các hướng còn lại thì không có thay đổi đáng kể. Chỉ có giao tranh diễn ra ác liệt ở khu vực uh, uzhozai Nơi mà chuẩn bị diễn ra một cái chiến dịch khá lớn của phía Nga. Đã. Liên quan tới uh, chiến trường biên giới Đông Bắc Sumi khắc cốp. Thì uh, trong chiều ngày hôm nay uh, rất nhiều những nguồn tin của phương Tây, của Ukraine và của Nga lại tiếp tục uh, nói nhiều. Về việc là chắc chắn Nga sẽ tổ chức cái chiến dịch của họ ở biên giới của vùng Kharkov cho tới biên giới của sumi Phối hợp với lại những cái diễn biến gây sức ép lớn ở khu vực miền Đông và rất là tình cờ phù hợp với lại những cái phân tích của chúng ta vào buổi sáng. Như vậy trong uh, 24 giờ qua, kết hợp với lại những thông tin từ buổi sáng thì chúng ta thấy rằng là trên mặt trận chiến thuật uh, sau một thời gian uh, khá im mắng của hai bên thì Ukraine đã tổ chức tấn công trở lại bằng tên lửa ATAK và tàu Green uh, bắt đầu có khả năng bắt đầu một chiến dịch mới đúng không ạ? Còn phía Nga cũng tấn công vào cái trung tâm vận tải và trung tâm kho đạn ở vùng Khắc cốp và cụm đóng quân ở phía đó cộng với lại buổi sáng nay họ tấn công vào một vài những khu vực ở cánh phía nam, Odessa, uh, Mykolayev, Kyiv, Zaporizhia. Trong chiều thì họ đã chiếm được chọn cái thành phố quan trọng, thị trấn quan trọng, Rica Như vậy là trong 24 giờ, chưa đến 24 giờ thì phía nga đã chiếm chọn được hai thị trấn và trong đó có uh, kiểm soát cứng luôn cả thị trấn Arkhangelsk và Rica thì uh, chưa hoàn toàn uh, kiểm soát cứng. Thế nhưng nó là một ngày cực kỳ thành công cho phía nga, đúng không ạ? còn ở Trashivka diễn biến có vẻ như phía nga đang có những dấu hiệu tấn công thực sự bên phải bờ sông, à, đấy là dấu hiệu thôi còn chưa chắc thì họ đã làm thật. còn ở khu vực phía Adipka, rõ ràng là phía nga đang có cái bước tiến cực kỳ ngoạn mục khi họ kiểm soát hoàn toàn thành phố thiên thần Arkhangelsk à, đồng thời tiến ra 4 năm hướng liền một lúc và đánh vào đồng loạt 3-4 thị trấn ở hướng phía nam phía tây còn ở cánh Uleda thì phía Nga cũng có những nỗ lực tấn công trở lại vào thị trấn quan trọng Krasnohorivka còn lại. Vậy là một ngày rất thành công và rất sôi động đối với lại phía Ukraine Nga. Còn phía Ukraine thì trong chiều hôm nay họ không có dấu hiệu động binh gì đáng kể để chiếm lại hay là phản công lại của phía Nga ngoài ở khu vực Bodanivka nhưng mà lại thất bại ở khu vực đó. Và đó là những thông tin cơ bản diễn ra trong 24 giờ qua liên quan đến chiến sự. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin chính sự quan trọng của Ukraine trong chiều ngày hôm nay. Và liên quan tới các vấn đề vũ khí viện trợ thì um, đầu tiên chúng ta nói về vũ khí. Uh, hôm nay thì Ukraine lại mất thêm một cái xe tăng Abram và một cái xe bọc thép Bradley ở khu vực Ogiretine. Xe tăng áp thì bị tên lửa, à, bị cái đạn thông minh Krasnopol nó bắn từ khoảng cách không biết bao nhiêu, hình như là 500 mét thôi. Thế còn sau đó thì xe bọc thép Bradley đến ứng cứu, rồi cũng bị phía pháo binh của Nga họ bắn hạ. Như vậy là trong một cái buổi chiều thì Ukraine mất luôn cả hai cái xe rất quan trọng của phía Mỹ, nơi mà những cái xe mà người Nga người ta đang và người ta đang tích lũy đúng không ạ, để mà làm bảo tàng bảo tiếc đấy. Thông tin về vũ khí thì trong chiều hôm nay có một cái thông tin rất thú vị Đó là à, quan chức của Ukraine đã chính thức đề xuất với lại phía Mỹ Liên quan tới việc là họ đưa danh sách à, cái vũ khí quan trọng lên hàng đầu Để mà yêu cầu người Mỹ viện trợ Đó chính là cái à, UAV à, mà rất tối tân đắt tiền à, Chiếc Gripper Q9 chiếc UAV mà phía nga đã từng gọi là đánh hạ ở khu vực biển đen trị giá tới vài chục cho tới hàng trăm triệu đô la và không những thế thì ukraine nói rằng đây là một trong những cái vũ khí mà họ rất cần uh, trong thời gian tới bởi vì không có không những nó có khả năng trinh xác tốt mà nó còn có khả năng tấn công phẫu thuật uh, các cái mục tiêu của uh, phía nga ở sâu trong lãnh thổ Ngoài ra thì với việc có cái MQ9 này nó cũng là một cái con mà nó có khả năng trinh sát tầm cao, tầm xa rất tốt. Cho nên Ukraine bây giờ đang thiếu những phương tiện trinh sát sâu mang tính chất chiến thuật. Họ cần những cái con này là cái điều đương nhiên tuy nhiên thì cái con uav này nó rất to nó chỉ đi nó trinh sát ở những nước mà không có hệ thống phòng không tiên tiến thôi chừng đối với phía nga thì nó đắt tiền như vậy chắc chắn là người nga cũng không tiếc một quả đạn vài trăm nghìn đô la để bắn hạ cái tên lửa có trị giá à, cái uav có trị giá vài chục triệu đô như thế này và nó rất to xác cho nên là chắc chắn nó trở thành mục tiêu rất dễ tổn thương Chính quyền Mỹ thì đã nhiều lần được lời đề nghị từ phía Ukraine, tuy nhiên họ vẫn chưa quyết định bởi vì họ biết rằng là nó rất dễ bị phía nga bắn hạ. Đồng thời là nó rất có khả năng trở thành một cái mục tiêu bị nga bắt sống, thu hồi và lúc bấy giờ là một cái hình ảnh rất xấu xí, cũng như là ảnh hưởng liên quan đến cái an ninh uh, của vũ khí của Mỹ. Và như thế này thì Ukraine thì cũng chỉ còn chờ tên lửa hạt nhân nữa thôi là họ có thể có đủ bộ siêu tập vũ khí tối tân của phương Tây rồi. Liên quan tới máy bay F16 thì không chỉ là người Mỹ nói rằng họ sẽ viện trợ cho Ukraine cái máy bay 16 không mà một trong những cái người chuyên gia quân sự à một cái tướng lĩnh quân sự hàng đầu của Mỹ là ông tổng tham mưu trưởng Jack Brown đã nói rằng chúng tôi không chỉ cung cấp máy bay mà chúng tôi còn cung cấp cho họ những phi tông đào đào tạo rồi những phi công vận hành sửa chữa duy tu và được trang bị những vũ khí tối tân nhất của chúng tôi tại thời điểm hiện tại. Và đầu tiên thì Ukraine có khả năng nhận được 5 nhóm tác chiến của F16 đến từ Anh, Đan Mạch, Mỹ và nước Pháp. Với thông tin như thế này thì có thể nói rằng là có khả năng thì bây giờ nó đang có mặt ở Ukraine rồi, đúng ạ, rất có khả năng à, để mà những ngày sắp tới họ có thể tung ra những đòn tấn công bất ngờ nào đó vào máy bay hoặc là vào những vị trí hạm đội hay là những cái khu vực nào đó mục tiêu quan trọng à, hoặc thậm chí nó có thể hỗ trợ luôn cả mặt đất cho Ukraine để tiến hành những chiến dịch nào đó ở Kherson hay là Zaporizhia hay là ở Crimea. Một thông tin khá thú vị liên quan tới một câu hỏi của quý vị nói rằng là chúng ta nghĩ gì về ông Zelensky sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20 tháng 5 thì chúng ta cũng và cũng không nghĩ gì nữa. À, hãy xem một cái bình chọn ngẫu nhiên ngẫu hứng nặc danh ở trên mạng. À 11% người cho rằng là Nga sẽ giải quyết à, ông Zelensky, có nghĩa rằng là một là loại bỏ ông ấy, hai là À, gọi là sa thải ông ấy. Và còn chúng ta cũng không biết là họ làm bằng cách nào, đúng không ạ? Thứ hai là người dân Ukraine sẽ tước bỏ quyền lực của ông ấy và tất nhiên người dân cũng sẽ sa thải ông ấy. Thì 14%, 24% người cho rằng là những cơ quan tình báo an ninh của phương Tây sẽ loại bỏ ông ấy. À, vâng và, và đấy là cái tỷ lệ lớn thứ nhì. Còn tỷ lệ À, lớn thứ ba à, lớn nhất đó chính là 48% tức là một nửa cho rằng ông ấy vẫn tiếp tục làm tổng thống thôi và cái câu này thì cũng giống như là chúng tôi từng nói thôi quý vị ạ à, cơ bản thì ông Zelensky thì nói chung là ông ấy là thuộc tổng tổng thống hay ai ấy, thì nó cũng không quan trọng quý vị đúng không ạ nó không thay đổi cái gì cả đấy đấy vấn đề đấy trừ khi Đúng ạ, à. trừ khi là nó phải thay đổi cả một cái bộ máy, nó thay đổi cả một cái chính sách của nhà nước nói nôm na là gì? Có nghĩa là thay đổi toàn bộ chế độ thì ông Zelensky thay đổi theo thì nó mới có ý nghĩa thế chứ còn là cái câu chuyện ở đây chúng ta gọi là cái chế độ chứ chứ còn cái vị trí của ông ấy mà nó vẫn là cái chế độ này nó vẫn là được hậu thuẫn về phương tây nó vẫn là chế độ mà của những cái người theo cái tư tưởng hiện nay đúng không ạ thì ông Zelensky hay là Arestovic hay là ông Por uh, Porochenko hay là bất cứ ông nào hay là ông kể ông Zaluli này nó cũng không thay đổi gì đâu cho nên là cái việc mà bây giờ nó chưa có những cái thứ mà như chúng tôi nói ấy, có nghĩa là chưa có việc Nga vượt qua sông, nguồn uh, lực uh, đầu tư vào nó vẫn còn nhiều. Uh, thì có nghĩa rằng là ông Zelensky thì vẫn còn là tại vị thôi, đúng không ạ? Bởi vì cái những cái điều đó nó diễn ra rồi thì cái việc mà thay đổi chính phủ, thay đổi con người ấy thì nó mới có ý nghĩa, chứ còn không bây giờ thì cơ bản ai cũng như ông ấy thôi. Cho nên là cái số lượng 50 người hiểu chuyện trăm người ta bầu chọn là một cái chuyện nó rất dễ hiểu. Và đấy là thông tin tình cờ bởi vì buổi sáng có quý vị hỏi về cái việc đó. À, liên quan tới bài phát biểu của ông Shoigu khi mà kết thúc tháng 4 thì ông có một cái bài phát biểu liên quan tới tình hình chiến sự như sau. À, trong đó ông nói rằng là Ukraine đã tổn thất tới một, hơn 1.000 binh sĩ mỗi ngày, chủ yếu là phục vụ cái lợi ích và cái yêu cầu của người Mỹ và đồng minh của mình. Ông nói, người Mỹ và đồng minh của họ đang yêu cầu là Ukraine phải bằng mọi giá ngăn ngừa một cái sự sụp đổ của tuyến phòng ngự và chặn đứng các đợt phản công tấn công của người Nga bằng mọi giá. Và vì lý do đó cho nên là tổn thất hàng ngày của Ukraine trong tháng 4 đã lên tới một con số kỷ lục mỗi 1.000 người mỗi ngày. Trong năm 2024 thì phía Nga đã kiểm soát 547 km vuông. Những thành quan trọng trong hai tuần vừa qua là Novo Bakhmut, Siminovka, đã được phía Nga kiểm soát. Nước Nga sẽ tiếp tục giải phóng những vùng lãnh thổ của nước Nga khỏi chế độ tân phát xít. Chế độ Kiev đang ném tất cả những người Ukraine, những người mà không còn sức chiến đấu và không có ý chí chiến đấu vào trở thành những cái bia đỡ đạn ở ngoài mặt trận. Chính quyền Ukraine đang thắt chặt những cái chính sách tổng động viên trong một cái nỗ lực nhằm để phục vụ mục đích của quan thầy phương Tây và để nhận những cái viện trợ quân sự tài chính từ phía họ, quân đội nga đang tiếp tục đột phá à, vào các tuyến phòng ngự pháo đài của ukraine dọc chiến tuyến. trong khi đó các đơn vị ukraine liên tiếp gặp thất bại trong những nỗ lực phản công cũng như là duy trì à, cái chiến tuyến hiện tại. năm 2024 thì à, tổn thất của ukraine về người đã lên tới hơn 111.000 người và Gần như là hơn 111.000 người Thì tương đương với gần 1.000 người mỗi ngày đấy Đúng không ạ Và mất 21.000 các loại trang thiết bị vũ khí hạng nặng Và Shoigu phát biểu Thì tất nhiên chúng ta thấy có cái sự thật ở trong đó rất nhiều Đúng ạ Ít nhất là từ cái quan điểm của ông ta Và tiếp luôn các bài phát biểu của chính khách Nga Liên quan đến chiến cuộc Trong đó có Maria Zadagova và... và rất lâu rồi mới thấy Menvedev phát biểu về chiến cuộc và chúng ta đến với bài phát biểu của Maria Zaragova liên quan tới ông Blinken trong đó bà ấy nói rằng là uh, ngoại trưởng Mỹ Blinken cho rằng chính quyền Mỹ hy vọng uh, nga sẽ đồng ý để mà thỏa thuận kết thúc chiến cuộc ở Ukraine phù hợp với lại cái nguyên tắc của hiến trương Liên hợp quốc theo ông ta thì cái việc chấm dứt xung đột phụ thuộc phần lớn vào tổng thống nga Vladimir Putin và quyết định của ông ấy Do đó, nước Mỹ chúng tôi hy vọng rằng ông Putin sẽ thể hiện sẵn sàng và một cái mong muốn đàm phán hòa bình một cách thành thực phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên Hợp Quốc liên quan tới các cái nguyên tắc về hòa bình của cộng đồng quốc tế cũng như tôn trọng những các vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, đường biên giới vân vân và vân vân. Tuy nhiên thì uh, điều này làm cho chúng ta có một cái cảm giác để mà uh, liên tưởng tới những cái lập trường của chính khách của người Mỹ. Uh, hãy bắt đầu bằng uh, vấn đề như này. Như các bạn đã biết thì nước Nga uh, chúng tôi luôn thể hiện một cái sự tôn trọng với luật pháp quốc tế bằng việc là đưa ra sáng kiến uh, thỏa thuận Minsk cũng như là những cái sự sửa đổi bổ sung liên quan tới nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về Ukraine, Moscow cũng uh, xác nhận sự sẵn sàng của mình trong việc đáp trả, uh, hồi đáp một cách xây dựng đối với lại những đề xuất đàm phán hòa bình năm 2022. Trong khi đó, thì ông Blinken có vẻ như ông ấy đã quên rằng chính người Mỹ đã bắt buộc Zelensky cấm người Ukraine đàm phán hòa bình với người Nga và bộ trưởng ngoại giao Mỹ cũng đã quên một cái khao khát điên cuồng của người Mỹ, thay thuế luật pháp quốc tế bằng một cái luật pháp dựa trên uh, dựa trên luật rừng. Và bây giờ không ai còn tôn trọng cái điều luật đó nữa. Và ông ấy cũng đã phớt lờ đi một cái sự thật rằng chính nước Mỹ và đồng minh của mình là nước Pháp, nước Đức, những thành viên của công thức Normandy trong thỏa thuận Minsk đã cố tình phớt lờ đi những cái nghị quyết hợp pháp của cộng đồng quốc tế liên quan đến cuộc khủng hoảng ukraine thủ tướng đức merkel và tổng thống pháp Hollande à, chính họ đã thừa nhận điều này và hãy để tôi nhắc nhở lại ông blinken rằng chính đề xuất của ông ta à, đòi thiết lập những cái cuộc đàm phán hòa bình không phải là dựa trên luật pháp quốc tế mà dựa trên công thức hòa bình của zelensky có vẻ như tất cả mọi thứ đang là một cái mớ hỗn độn ở trong nhà trắng rồi. Vâng, bài phát biểu khá hay đúng không quý vị? Còn uh, vâng, uh, Phó Chủ tịch Hội đồng uh, An ninh Nga, ông uh, cựu tổng thống Medvedev cũng có bài phát biểu liên quan tới hội nghị hòa bình được cho là sắp diễn ra ở Thụy Sĩ ông nói rằng là hội nghị hòa bình này thì nó cũng có những cái lợi ích đối với chúng ta mà không chỉ là một lợi ích mà còn là ba lợi ích đầu tiên nó đóng vai trò như là một cái bằng chứng một bằng chứng hiển nhiên nữa liên quan tới sự sụp đổ của cái chế độ thảm hại mà chúng ta mà chế độ này thì đang đưa ra cái gọi là uh, kế hoạch hòa bình Cá nhân tôi rất muốn xem rằng là cái tên khốn của Bandera này, cá nhân hắn ta sẽ tham gia sự kiện và xác nhận rằng là cái sự thảm hại về mặt gọi là trí tuệ của chính bản thân hắn ta à, thông qua cái sự kiện hòa bình à, thảm hại này. Thứ hai, thì hội nghị hòa bình cũng có thể cho chúng ta thấy một cái chứng cứ hiển nhiên liên quan tới cái sự bất lực của toàn thể cái tập thể chính khách tinh túy phương Tây, những người mà đã tự tiến hành cái hành động tự thiến. <laughs> tự thiến đi cái năng lực mà của họ trong việc là chấm dứt cái cuộc xung đột vũ trang này và họ đã hành động một cách tự thiến đó ngay trước mặt và trước cái sự chỉ thị trực tiếp từ một nhóm những nhà vật lý học mà đang suy đổi tại Washington. Yeah. và phát biểu này thì có mà dịch méo miệng. Thứ ba là điều này cũng cho phép quân đội của chúng ta tiếp tục uh, gọi là giải tán một cách không có giới hạn những cái vùng lãnh áp à, giải phóng những cái vùng uh, uh, không có giới hạn những cái vùng lãnh thổ của nước Nga, uh, nước tiểu Nga của chúng ta từ bàn tay của chế độ phát xít mà không cần phải quan tâm tới bất kỳ một cái sáng kiến hòa bình ngu ngốc nào của ai nạn của ai đó. Trong khi đó, tất cả chúng ta sẽ tập trung vào tiến hành những cái công việc đang cần thiết để tiến tới việc uh, gây ra một cái sự sụp đổ cuối cùng đối với lại uh, chế độ chính trị của Ukraine hiện nay cũng như là sự trở lại một cách nhanh nhất của những vùng đất hương hỏa tổ tiên của Liên bang Nga cảm ơn cái vùng đất của Phò Mai và Đồng Hồ có nghĩa là vùng đất Thụy Sĩ nơi mà sẽ diễn ra cái uh, gọi là hiệp ước à, cái gì nhỉ kế hoạch hội nghị thượng đỉnh hòa bình của cái nào khổ thế và cứ để men VDF nói chuyện là tất cả mọi người đều méo miệng và méo cả não luôn vâng trong khi đó thì tờ báo the hin của phương tây tung ra một thông tin khá thú vị đó là cuộc chiến của nga đó là một cuộc chiến liên quan tới lợi thế về quân sự so với ukraine và nó đơn thuần là một cuộc chiến của một bài toán và bây giờ thì cái kết quả của nó đang dần dần rõ nét một cách rất đau đớn bài báo với những cái tiêu đề rất là đại cay đắng nói rằng là ukraine thì đang bị ở chiếu dưới, đang bị áp đảo về con người, về vũ khí, về đạn dược và đặc biệt là về khả năng tác chiến trên chiến địa khi đối mặt với một cái quân đội được trang bị, được đào tạo, có kinh nghiệm chiến đấu và có khả hạ hỏa lực lớn hơn, cũng như là cái khả năng tác chiến tốt hơn nhiều nói tóm lại là cái sự mình gọi là cái sự ưu thế vượt trội của quân đội nga so với lại quân đội ukraine theo đó thì tờ báo này đã phân tích ra rằng là về phía hỏa lực thì uh, theo báo cáo mới nhất quân đội nga có thể uh, sản xuất 1.500 cho tới 3.000 xe tăng xe bọc thép uh, mỗi một năm và 4.000 quả đạn uh, tương ứng uh, đối với lại các loại xe này uh, Đồng thời tờ báo cũng nói rằng uh, họ ca ngợi khả năng tác chiến điện tử uh, của người Nga đã rất hiệu quả trong việc làm mù những hệ thống UAV, hệ thống đạn thông minh bom thông minh, tên lửa của phía Ukraine Quân đội Nga thì đã có một số lượng vượt trội gấp 3 lần so với quân đội Ukraine bây giờ à không phải, xin lỗi quý vị, dịch nhầm uh, nguồn lực nhân sự của Nga uh, gấp 3 lần Ukraine uh, và bây giờ Lực lượng dự trữ của Nga nếu đạt ở mức đỉnh có thể vượt qua con số 70 triệu người, trong khi Ukraine chỉ khoảng độ 23 triệu người. Và tất nhiên những con số của các báo phương Tây thì nó cũng khá là... Mình không biết nó lươn lẹo hay không, hoặc là cơ bản nó không đúng, đúng không ạ? Một điều quan trọng nữa đó là quân đội Nga đã có một cái lợi thế vượt trội về khả năng tác chiến cũng như là những cái cấu trúc chỉ huy hậu cần được cải thiện rõ rệt từng ngày trong đó báo cáo còn trích dẫn thêm về việc người nga đã nhanh chóng tiến hành xây dựng một cái đường sắt dẫn từ vùng Rostov-on-Don tới bán đảo Crimea uh, ngay trong năm 2024 với con đường mới này thì cho phép người nga nhanh chóng chuyển những nguồn lực chiến tranh tới các khu vực chiến trường nóng hổi và khả năng tạo ra những cái đột phá và mở những cái mặt trận mới về mặt không gian tác chiến thì người nga cũng uh, có thể nói là vượt trội so với người ukraine đặc biệt là trong những cái khả năng chiến dịch uh, chiến tranh thông tin trong đó thì người nga đã uh, rất dễ dàng để mà khích lệ được tinh thần chiến đấu cũng như là cái nhuệ khí của quân đội cũng như là công luận trong nước dư luận trong nước ngoài ra tờ báo cũng nhấn mạnh rằng nga có một cái lợi thế tuyệt đối về chiến lược cũng như là hậu cần và họ đang gây một sức ép ghê gớm cho quân đội Ukraine trên toàn diện liên quan tới các cái lĩnh vực ưu thế vượt trội kẻ trên. Trước đây thì Bộ trưởng Quốc phòng Zoigu cũng đã nói rằng là các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng cường một cách khủng khiếp khả năng sản xuất của mình. Ngoài ra, Moscow cũng đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần rằng mục tiêu trong chiến dịch quân sự của họ sẽ được đạt được và mục tiêu về sản xuất sẽ đạt được một cách uh, toàn diện trong năm 2024. Mặt trận của Ukraine uh, của phía nga đang được uh, gọi là làm mới và lấp đầy bởi một cái làn sóng của những người lính tình nguyện. Trong khi đó, Ukraine thì đang cạn kiệt nguồn nhân lực và họ đang phải sử dụng đến những cái bộ luật rất hà khắc uh, và rất ảnh hưởng tới xã hội của họ vâng nói chung là những thông tin uh, có thể nói rằng rất khó chấp nhận đối với phía ukraine đúng ạ và nhưng mà đây tờ báo nó nói rất đúng à đây một lần nữa những quý vị nào mà tiếp tục còn uh, mình còn có cái suy nghĩ mà nói rằng là những cái luận điệu ấy đúng ạ thì không phải như vậy đâu đúng ạ chúng ta nói chuyện mặc dù nó có cái này cái kia nhưng mà đừng lên gọi là đánh lạc hướng khỏi cái sự thật đấy là cái sự thật đấy. Còn không tin thì quý vị có thể lên cái tờ The Hin, đúng không ạ? trụ sở của nó ở chính Washington luôn. Thôi phần cuối thì chúng ta sẽ trao đổi với lại vị giáo sư lỗi lạc đến trường đại học uh, tổng hợp Chicago, uh, ông uh, John Mishia, một trong những cái nhà uh, gọi là khoa học chính trị uh, gọi là xuất chúng nhất đương thời uh, của thế giới phương Tây ông nói rằng là sự thật rằng là quân đội quân nga đang có một cái lợi thế quyết định đối với quân đội ukraine đó là một cái sự thật hiển nhiên không thể chối cãi và thời gian trôi qua thì cái lợi thế này nó chỉ có tăng mà nó không có giảm và phương tây không có thể làm điều gì để có thể thay đổi được cái cán cân quyền lực này cán cân sức mạnh này và như vậy cho thấy rằng là tương lai của quân đội ukraine là một cái bầu trời rất u ám do đó thông điệp của chúng ta liên quan tới cuộc chiến này đó là chúng ta phải khiến cho ukraine ngồi vào bàn đàm phán và phải kết thúc cuộc chiến thông qua các cái công cụ ngoại giao đối ngoại chúng ta phải buộc ukraine tham gia vào những cái cuộc đối thoại với lại người nga và có những nỗ lực một cách tích cực để giải quyết cuộc xung đột này để tìm ra một cái thỏa thuận cả hai bên có thể chấp nhận được Bây giờ thì câu hỏi là làm thế nào thì bạn có thể đạt được cái điều này như tôi đã từng mô tả. Vậy thì chúng ta có thể thấy trong cuộc xung đột này cách duy nhất có thể làm điều này tốt nhất đó là chúng ta chỉ có thể tạo ra được một nhà nước Ukraine trung lập. Một nhà nước Ukraine trung lập đó là một nước Ukraine không có một cái mối quan hệ chiến lược với lại phương Tây. Và thứ hai, nó không thể gây ra được một cái mối đe dọa chiến lược đối với lại người nga điều này có nghĩa là gì à, trên thực tế trước hết điều này có nghĩa rằng là nato không được phép thu ukraine vào với tư cách là thành viên của tổ chức này điều này hoàn toàn không thể xảy ra thứ hai nó phải kết thúc toàn bộ những mối quan hệ quan trọng và sự ủng hộ của họ đối với lại ukraine Chúng ta buộc phải cắt đi những mối quan hệ chiến lược với lại người Ukraina, chúng ta có nghĩa là người Mỹ, để tạo ra một cái đất nước Ukraina uh, trung lập một cách toàn diện. Và đó chính là lối thoát duy nhất uh, giúp chúng ta thoát ra khỏi cái mớ bòng bong mà bây giờ chúng ta đang bị xa lầy. Và tất nhiên ông là một trong những chính trị gia lỗi lạc, đúng không ạ? Uh, nhưng mà đây là quan điểm của một giáo sư người Mỹ, cho nên nó đứng về cái lợi ích của dân Mỹ và nước Mỹ. Uh, nó không đứng về thế giới tài phiệt uh, Nhưng mà cái quan trọng là nếu như mà cái thông điệp của ông được uh, đưa ra vào năm 2021 Đúng không à, ạ, thì nó rất phù hợp với hoàn cảnh với Ukraine và với người, người Nga Thế nhưng mà bây giờ thì năm 2024 rồi, rất nhiều việc đã xảy ra, đã thay đổi, rất nhiều người đã chết uh, Rất nhiều quốc gia đã te tua, uh, những quốc gia đã tan tành như Ukraine Người nga thì cũng đã thay đổi rất nhiều, nền kinh tế của họ đã thay đổi, xã hội họ thay đổi, mối quan hệ quốc tế thay đổi. Có nghĩa rằng là cái thông điệp của ông thì nó rất đúng đắn và nó vẫn còn cái cái sự đúng đắn của nó nếu như mà xét trên khía cạnh của người mỹ. Tuy nhiên thì phần còn lại của thế giới nó không còn phù hợp với lại cái bối cảnh của cái không gian chính trị quân sự chiến trường ngày nay ở Ukraine, ở nga, châu Âu và thế giới đa cực nữa nhưng có nghĩa rằng ông đã nêu ra một cái quan điểm về một nhà nước trung lập đúng không ạ là rất thú vị tuy nhiên nhà nước đấy chắc chắn nó không còn nguyên vẹn như là nhà nước ukraine bây giờ đấy là chúng ta nói về câu chuyện thực tế quý vị nhé chứ còn không phải là nói về việc là mình cứ nói những cái buông ra những cái lời để chỉ trích là cổ suý chiến tranh đâu không phải quý vị ạ ở đây chúng ta phải trung lập nhưng mà chúng ta phải thực tế à, chúng ta thực tế như thế nào rõ ràng là người nga đã đưa đề xuất như thế này với ukraine với lại phương tây với NATO vào năm 2021. Đúng không ạ. Nhưng mà họ đã từ chối người Nga. Người Nga đưa ra đề xuất đàm phán và tí nữa thì kết thúc chiến tranh năm 2022 với rất nhiều ưu đãi dành cho Ukraine. Nhưng mà Ukraine đã từ chối và ra một cái lệnh cấm đàm phán hòa bình. Sau đó thì người Nga đã rơi vào một cái trạng thái bị tấn công chính trị, kinh tế. Đúng không ạ. Hàng nhiều chục nghìn lệnh cấm vận đã xảy ra đất nước của họ có thể nói rằng đối mặt với nguy cơ sụp đổ kinh tế chưa bao giờ lớn như vậy họ đã phải chuyển sang nền kinh tế uh, chiến tranh ở mức độ nào đó rồi họ phải thay đổi rất nhiều thứ đúng không quý vị nếu mà ai hiểu về các vấn đề kinh tế chính trị quân sự thì chúng ta hiểu một điều rằng nước nga bây giờ mà hết chiến tranh ấy mà thì họ đối mặt với nguy hiểm cực kỳ lớn đó là nền kinh tế của họ đã được huy động khá cao uh, khá là ở mức độ rất cao liên quan đến quân sự cho nên là họ sẽ rất khó để giải thoát cái vấn đề đó để quay lại cái dân sự đấy là chính cái vấn đề mà phương tây rất muốn nước nga bây giờ đúng không ạ nếu mà bây giờ không có chiến tranh nữa thì nước nga sẽ phải giải thoát tôi nói đúng một cái từ như vậy để mà giải thoát cái gì họ phải phi quân sự hóa liên quan tới công nghiệp liên quan đến quốc phòng bởi vì là cũng không ai có thể mua hết cứu số vũ khí của nga như thế này trong một thời gian ngắn đâu nó quá sức những người mua đúng không ạ À, và như vậy là nước nga sẽ phải thay đổi lại các vấn đề về công nghiệp kinh tế rất nhiều và vốn thì họ vừa mới chuyển sang thành công bây giờ quay lại như thế nào đấy là một điều cực kỳ khó nó dẫn đến một cái sự hỗn loạn về xã hội kinh tế thứ hai nữa là họ sẽ phải duy trì một cái lực lượng quân đội và vũ khí khổng lồ à, cái chi phí để bảo dưỡng bảo hành nó cực kỳ là mệt và nhiều nước đã chọn phải gây tiếp một cuộc chiến nữa sau khi họ đã có một cái chiến thắng và tích lũy quân đội quân sự à, như thế cái việc đấy cái cổ kim đã diễn ra rồi, cho nên là nếu nga kết thúc chiến tranh bây giờ mà không đạt được mục đích ấy, thì chiến tranh nó rất dễ bùng nổ trở lại mà không chỉ ở ukraine mà nó còn nhiều nơi khác nữa và nền kinh tế của nước nga, xã hội nước nga chắc chắn sẽ chịu tác động cực kỳ to lớn, đúng không ạ? cho nên là chúng ta phải nhìn đấy là cái yếu tố thực tế để cho thấy rằng là người nga người ta sẽ chỉ chấp nhận là hòa bình với những cái điều kiện nó khác đi nó không còn như trước cuộc chiến nữa những người thân ukraine cũng phải hiểu rõ điều đấy chứ không phải là mình nói là nói để mà mình bênh vực người nga đâu mà mình bênh vực ấy là mình nhìn vào cái thực tế đúng ạ là bây giờ nó đã thay đổi so với lại cách đây hai ba năm Thế còn vương Tây bây giờ thì chia cành ô liu ra, nhưng mà họ lại muốn là nó quay trở lại những gì diễn ra cách đây 2 năm. Đúng không ạ? Nhưng mà theo như chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng người nga còn không hài lòng với những gì hiện nay, có nghĩa là hai năm 2024 chứ chưa nói gì là 2022. Vậy thì rõ ràng là cái cách tiếp cận đấy từ phương tây là nó không có thực tế, đúng không ạ? Và một lần nữa chúng ta phải nhấn mạnh là để cho nó, 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 nó quý vị nó thoải mái là đây là cái cách tiếp cận thực tế từ cái người đứng ngoài cuộc như chúng ta, chứ nó không có ý, ý, ý lý tưởng, tức là mà không có cái quan điểm thân bên này hay chống bên kia đâu đây là cái rất là rất, rất thực tế và còn nếu không mà quý vị không tin thì quý vị hãy đi một lượt để xem các tờ báo đúng không ạ và chính khách phương tây nói gì trong thời gian gần đây quý vị sẽ hiểu ngay và cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc bên những người thân yêu.